Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện quy định 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên tại Thành ủy Tam Điệp, Đảng ủy xã Quang Sơn, chi bộ phòng giáo dục và đào tạo thành phố. Theo báo cáo, các cấp ủy địa phương đã quan tâm kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định 124 và tổ chức quán triệt đến cán bộ đảng viên. Sau khi được quán triệt quy định 124 đã có nhận thức đầy đủ, chuyển biến tích cực trong hành động, cán bộ đảng viên luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu, giữ vững kỷ luật kỷ cương, nhiệt tình trách nhiệm, linh hoạt sáng tạo trong công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc triển khai thực hiện quy định số 124 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, năng lực quản lý điều hành của chính quyền hiệu lực hiệu quả hơn, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng thực chất. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị được giám sát. Qua giám sát cho thấy, trong hoạt động triển khai nhiệm vụ của đơn vị, cấp ủy và tập thể lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Các đồng chí được giám sát, nhất là người đứng đầu, cơ bản đều thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan đơn vị, luôn quan tâm tới quyền lợi ích và các đề xuất chính đáng của người dân, thực hiện tốt đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, bản thân và gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện quy định 124 và các quy định khác của Trung ương, của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần tích cực nắm bắt tình hình, phản ánh, báo cáo kịp thời khi thấy có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, để cấp ủy chính quyền cùng cấp có hướng chỉ đạo xem xét giải quyết.